Hello, chào cả nhà. Hôm nay thầy sẽ thực hiện cái buổi live stream để chữa cho các bạn 2K2 cũng như các bạn 2K3 về phần ST. Với các bạn 2K2 thì đây là phần chống liệt hóa cực kỳ quan trọng dành cho các bạn từ mất gốc có thể lên được 89 cộng. Còn với các bạn 2K3 mới học thì đây cũng là một bài cực kỳ quan trọng nữa, bởi vì cái chương ST nó là cái chương mà giúp cho chúng ta có thể lấy được tự tin trong cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Ok ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy hãy share lại video này, bởi đây một video free ạ, và giúp thầy tag các bạn bị mất gốc của các em ở đây ạ, kể cả 2K2 kể cả 2K3 hôm nay thầy cần tất ạ. Nay chúng ta sẽ học cái bài là chống liệt hóa với ST ạ, rất quan trọng với các bạn 2K2 mất gốc và các bạn 2K3 mới bắt đầu học chương trình lớp 12 ạ. Rất cảm ơn các em, các bạn và các em đã ủng hộ thầy trong thời gian qua. Ok, thank you cả nhà nhá. Giúp thầy share lại video này, bởi đây là một video free ạ. Và tag các bạn của các em ở trong video này vậy ạ. Nay một buổi học free xịn sò. Thì giới thiệu một chút là hôm nay chúng ta là một buổi học chống liệt hóa. Chúng ta sẽ học về cái chuyên đề số 4 ạ. Chúng ta sẽ học về chuyên đề số 4 làm ở trong quyển sách chống liệt hóa của thầy ạ. Chuyên đề số 4 mang tên là este lipid. Đấy. Hôm nay mình sẽ học về chuyên đề số 4, este lipid. Chuyên đề số 4 ạ, este lipid chất béo ạ. Đấy. Đấy, trong này nó sẽ có cái phần là lưu ý cần nhớ lưu lại kẻo quên chữ danh của chúng mình ạ. Cả nhà giúp thầy share lại video live stream này lại về tường cũng như là tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream mình nhá. Hello, hello, hello. Hai, chào cả nhà. Đây là trước khi vào cái buổi học ngày hôm nay thì chú giới thiệu cho cháu một chút phần lưu ý cần nhớ lưu lại kẻo quên. Đấy, công thức của ST mạch hở thì no đơn chức là CnHNO2, no hai chức là CnHn trừ bộ trừ 2O4, một đôi CC đơn chức là CnHn trừ 2O2. Đấy, thì phản ứng thủy phân của ST trong môi trường axit thì nó là thường xảy ra theo là phản ứng gọi là phản ứng thuận nghịch, thấy chưa? Đấy, trong sách ghi rõ đấy, phản ứng thuận nghịch. Đấy, còn lại phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm thì nó là phản ứng một chiều. Đấy, este no đấy, thủy phân phản ứng trong môi trường kiềm đấy thì tạo thành RCNA cộng R OH. Đấy, este không no, các trường hợp đặc biệt ghi nhất ở đây este thơm ạ, thấy chưa? Đấy, có chất béo đây, trong này có cả khái niệm chất béo này, axit béo này. Đấy, có những anh axit béo chúng ta cần nhớ đấy, chứ chưa tính chất vật lý ạ, chất béo không tan trong nước thì ăn nước, tính chất hóa học ạ, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng cộng hydro, phản ứng đốt cháy, ứng dụng có đủ hết ạ. Đấy, ok ạ. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ học theo kiểu này ạ, chúng ta vừa học bài chúng ta vừa ôn lại kiến thức luôn, thì như vậy là cái lúc mà chúng ta ôn sẽ là nhanh nhất, và như vậy chúng ta vừa mở lại sách chúng ta kiểm tra lại lý thuyết nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên là phần bài tập ứng dụng ạ. Đây là cả nhà chú ý rằng đây là phần này là phần kiến thức lý thuyết cực dễ ạ, chống liệt hóa nhé, nên là rất là mong muốn là cả nhà cùng ủng hộ chúng mình là hãy comment đáp án lại vào đây để chúng ta có thể nhớ. Ở trong cái chương chống liệt hóa học này thì ở phần este chúng ta có tổng cộng là 63 câu nhé, 63 câu để chống liệt este, được chưa? Rất là mong muốn là cả nhà hãy share lại video này, video buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ, và giúp thầy tag tất cả các bạn của chúng ta vào trong video livestream này có đề ạ. Ok ạ. Chào Minh Huệ, lúc nào cũng có đề mà. Ok, chúng mình sẽ gửi quà cho những bạn nào xem video livestream lại nhé. Đây ở đây chúng ta sẽ có là chúng ta gửi quà cho hai bạn đầu tiên, Nguyễn Trà này, Mến Nguyên này. Ok. Gửi quà cho mấy đứa đã. Mấy đứa vã quà. Không biết chúng nó thích quà gì. Chiu chiu. Este tóm tắt lý thuyết hóa 12 đi. Giờ chắc 30 câu ST giải chi tiết đi. Chắc chúng nó sẽ thích 30 câu ST giải chi tiết. Đấy. Có một món quà cực kỳ đặc biệt dành cho các cháu comment đáp án câu số 1 ạ.
Câu số 1 vừa nãy là cháu Nguyễn Thị Trà. Bước 1 xe video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Trà xe. Trà chưa xe, trà chưa xe. Chưa xe chưa có quà. Mến Nguyễn này. Mến Nguyễn xe chưa? Đấy. Bước 1 xe video live stream lại về tường. Bước 2 comment. Đây Mến Nguyễn chưa xe chưa có quà. Vi Nguyễn. Vi Nguyễn ạ. Vi Nguyễn xe chưa? Vi Nguyễn xe rồi, gửi quà cho Vi Nguyễn này. Gửi quà cho cháu Vi Nguyễn. Đây. Gửi quà cho Vi Nguyễn luôn, 30 câu ST giải chi tiết nha. Đấy, một cháu Vi Nguyễn có quà. Lê Văn Sơn này, gửi quà cho Lê Văn Sơn này. Lê Văn Sơn đã xe chưa? Đấy, Lê Văn Sơn xe rồi này. Gửi quà luôn cho Lê Văn Sơn ạ. Một buổi tối về chống liệt hóa học ạ. ST lipid ạ. Lê Văn Sơn nha. Lê Văn Sơn có quà này. Nguyễn Duy này, Nguyễn Duy xe video live stream chưa này? Nguyễn Duy chưa xe chưa có quà này. Mến Nguyễn này, Mến Nguyễn xe chưa này? Mến Nguyễn xe chưa, Mến Nguyễn chưa xe chưa có quà này. Hương Nguyễn này, Hương Nguyễn xe chưa nào? Hương Nguyễn chưa xe chưa có quà này. Danh Doanh Nghĩa này, Doanh Nghĩa xe chưa? Doanh Nghĩa chưa xe chưa có quà. Bước 1 xe video live stream ạ. Minh Nguyễn ạ, Minh Nguyễn xe chưa? Minh Nguyễn xe rồi, gửi quà cho Minh Nguyễn này. Gửi quà cho Minh Nguyễn. Ok, đấy các cháu nhìn thấy chưa? Điện thoại chúng mình còn 20% thôi, nên chúng mình sẽ cố gắng gửi quà cho các cháu. Ok ạ, Lê Hà Trang, Như Đoàn comment đáp án câu số 1 mà em ơi. Câu số 1 chưa ạ? Lê Hà Trang xe rồi, gửi quà cho Lê Hà Trang ở phần comment ở đây. Lê Hà Trang này, gửi quà cho Lê Hà Trang này. Bước 1 xe video livestream lại về tướng ai comment đáp án ạ. Lục Thiên An này, Lục Thiên An xe video livestream chưa, gửi quà cho Lục Thiên An này. Lục Thiên An xe rồi, gửi quà luôn cho Lục Thiên An này. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Lục Thiên An này có quà luôn rồi. Nguyễn Định, Nguyễn Định đã xe video livestream lại về tường chưa? Nguyễn Định chưa xe chưa có quà. Lê Hà Trang này, Lê Hà Trang xe chưa? Lê Hà Trang xe chưa, xem có quà không nhá. Lê Hà Trang xe rồi. Gửi quà chúng mình vừa gửi quà cho Lê Hà Trang ở phần dưới phần comment Lê Hà Trang nhé. Trần Mai Ngọc ạ, Trần Mai Ngọc đã xe video livestream chưa? Trần Mai Ngọc xe rồi, gửi quà cho Trần Mai Ngọc này. Gửi quà cho Trần Mai Ngọc này. Ok ạ, gửi quà cho cháu Trần Mai Ngọc. Lục Thiên An này, Lục Thiên An có quà rồi, Lê Hà Trang có quà rồi. Huyền này, gửi quà. Đâu Huyền, comment đáp án câu số 1 cơ mà Huyền ơi. Trần Hoàng ạ, các cháu nhớ nhá, để nhận được quà chúng mình là bước 1 là xe video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án là nhận được quà luôn. Ok, Lục Trần Hoàng có quà rồi. Hoài Nhung Lê Thị này. Hoài Nhung Lê Thị này. Chúng mình xin phép gửi quà thêm cho hai cháu là Hoài Nhung Lê Thị chưa xe ạ, chưa có quà. Mỹ Hương ạ, Mỹ Hương xe chưa? Mỹ Hương xe chưa? Mỹ Hương xe rồi. Gửi quà cho Mỹ Hương này. Gửi quà ngay lập tức cho Mỹ Hương này. Bước 1 chia sẻ video live stream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án câu số 1 ạ. Nhận được quà của chúng mình ngay lập tức luôn. Huyền này. Bước 1 xe chưa? Huyền xe chưa? Đấy Huyền xe rồi. Gửi quà cho Huyền ngay vào luôn. Gửi quà cho Huyền ngay vào luôn. Ok, gửi quà cho Huyền. Xong. Nha, thêm cháu nữa. Mai Thị Anh Thư ạ. Mai Thị Anh Thư đã xe chưa? Mai Thị Anh Thư xe rồi. Gửi quà cho Mai Thị Anh Thư ạ. Ok. Ok, chúng ta bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay nha các cháu nha. Chúng ta bắt đầu vào buổi học ngày hôm nay nha. Chúng mình sẽ tặng quà phần tiếp theo ở câu số 10 cho cháu nào comment đáp án nhiều nhất, nhanh nhất và đúng nhiều nhất ạ. Phần tặng quà tiếp theo chúng ta sẽ tặng quà lại câu số 10 nhé. Ok ạ. Mình bắt đầu vào được chưa? Comment sẵn sàng ạ. Mình bắt đầu chiến đấu ạ. Mình sẽ làm một lèo từ câu số 1 đến câu số 10 luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ tặng quà ở câu số 10 nhé. Ok ạ. Sẵn sàng ạ. Hôm nay chúng ta sẽ chữa cái phần là phần phần chống liệt ST của chúng ta thì có tổng cộng là 5 gần 60 câu. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu chiến đấu nhé. Câu số 1 đề 2016 chất X có công thức cấu tạo là thì tên gọi của chất X là gì? Nào cả nhà ơi, chất X có công thức cấu tạo tên gọi của X là gì? Thế mình nhìn nhá, anh này là gì? Mê tín, đúng không? Anh này là mê tín 1, 2, 3 thì nó là propi onas, mê tín propi onas. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu số 2 etin acetat thì có công thức hóa học là gì ạ? Ở đây là đề minh họa năm 2017 lần số 2, đề bài hỏi chúng ta là etin acetat có công thức hóa học là gì ạ? Cả nhà cùng comment đáp án xem etin acetat công thức hóa học là gì ạ? Thì xin nhắc lại là đây là cái buổi học của chúng ta về là chống liệt hóa.
chống điện hóa phần trương este lipid ạ. Đây là những câu hỏi dễ thích hợp với những cái bạn bị mất gốc ạ, của lớp 12 ạ. Etin acetat ạ. Etin acetat, chỗ này là metin acetat, chỗ này là etin acetat. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 3. Số este có công thức phân tử là C4H8O2 ạ. Số este có công thức phân tử là C4H8O2. Ở đây chúng mình sẽ phô ra cái chiêu skill của chúng mình cực kỳ kinh điển luôn. C4H8O2. Đề bài hỏi chúng ta là C4H8O2 đúng không? Vậy thì mình đưa về dạng gì ạ? R1COOR2. Đúng không ạ? R1COOR2 thì mình có là R1 cộng R2 thì bằng 4 trừ đi 1 thì còn 3. Đúng chưa? Vậy mình có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 có 1, 1, 1, 1, 1, 3 mình có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Ok ạ. Vậy mình tổng cộng có 4 nhá. Tổng cộng mình có 4 đồng phân. Ok, đáp án đúng là đáp án C ạ. Chúng mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn không hiểu cái chỗ phần này để làm. Thì bạn nào không hiểu thì hoàn toàn inbox cho fanpage của chúng mình nhá. Được chưa? Để chúng mình gửi video cho hướng dẫn hoặc rất đơn giản thôi. Cả nhà cùng lên YouTube search đồng phân siêu nhanh sẽ nhìn thấy chúng mình dạy cái video đấy để chúng ta sẽ hiểu cái cách làm như này như nào. Ok ạ, sang câu số 4 ạ. Câu số 4. Xà phòng hóa CH3COC2F5 trong dịch náo mắt đun nóng thì thu được muối có công thức là gì? Xà phòng hóa CH3COOC2F5 trong dung dịch náo mắt đun nóng thì thu được dung dịch muối có công thức là gì? Thế này tác dụng với náo mắt đúng không ạ? Thì có phải nó thủy phân để nó tạo thành gì? CH3COONa đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. CH3COONa rất là dễ ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Merlin ạ. Hãy share lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tăng tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây vậy ạ. Câu số 5 ạ. Sản phẩm của phản ứng este hóa sẽ ancol methylic và ancol propylic. Acid propylic đây ạ. 1 2 3 OOH cộng với ancol methylic là CH3OH thì nó sẽ tạo thành là 1 2 3 COO CH3, tên cháu này là metin propionat ạ. Metin propionat, đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Chất béo là trieste của axit béo với gì ạ? Chất béo là trieste của axit béo với glycerol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 7 ạ. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Thì công thức của chất béo thì nó là trieste của axit béo với lại glycerol. Đúng chưa? Vậy thì nó phải là gì ạ? Trieste nó phải có 3 đúng không? Đây là este đơn chức vứt, đây là este 2 chức vứt, đơn chức vứt, đây là trieste của glycerol và axit béo. Được chưa? Anh này còn có tên gọi là triolein. Triolein, cả nhà nhớ nhá. Câu số 8 ạ. Để xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol? Xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol? Thì nó phải là xà phòng hóa thắng chất béo. Đúng chưa? Thế thì benzin acetat đây nhá, chúng ta cùng viết nhé. Benzin acetat là CH3COOCH2C6H5 thì tuyệt đối này không bao giờ thu được glycerol, đúng không? Metinformat là HCOOCH3, cháu này cũng tuyệt đối không bao giờ thu được glycerol, đúng chưa? Metin acetat là CH3COOCH3, cháu này cũng tuyệt đối không bao giờ thu được glycerol, vứt nốt. Vậy ở đây thu được glycerol chỉ có cháu tristerin mà thôi. Tristerin là C17H35COO, tất cả 3 lần C3H5. Thì cái thằng cháu này mà tác dụng với NaOH là phản ứng xà phòng hóa thì mình thu được C17H35COONa cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần. Đấy, vậy là chúng ta thu được glycerol. Vậy đáp án đúng của chúng ta, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Sorry ạ, chỗ này là tristerin ạ. Mắt chú mình bị lé. Tristerin ạ. Thank you cả nhà nhá. Chú mình bị lỗi các bạn. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3H6O2 ạ. Có bao nhiêu đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3H6O2 ạ? Bao nhiêu ạ? Đây là trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đấy ạ. Đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 ạ. Bao nhiêu đây? R1 cộng R2 lúc này là bằng 2. Mình có 0 cộng 2 và 1 cộng 2, 1 0 1 2 chỉ có 1. 1 x 1 bằng 1.
1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Đấy chưa? 1 cộng 1 bằng 2, vậy thì chúng ta có hai đồng phân, đáp án đúng đáp án A. Bạn nào không hiểu cái chiêu thức này thì hoàn toàn lên YouTube search đồng phân nhanh Minh Myelin là sẽ ra nhá. Ok ạ, mình sang câu số 10 ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ cả nhà? Câu số 10 ạ. Bạn nào nhanh tay nhất comment đáp án câu số 10 chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh tay nhất đáp án câu số 10 và chia sẻ làm video buổi học hôm nay lại về tường ạ. Câu số 10 ạ. Dành cho 10 bạn nhanh tay nhất comment đáp án câu số 10 ạ. Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc ạ? Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Triệu Phi là bạn mà comment nhanh nhất đầu tiên. Rất tiếc bạn này lại chưa chia sẻ lại về tường. Rất tiếc cho Triệu Phi. Rất tiếc cho Triệu Phi ạ. Khẩn trương ạ. À, nhân tiện đây chúng mình giới thiệu với cả nhà. Đây là cái buổi học chống liệt hóa. Chống liệt hóa. Nhá. Đỗ Đức Nhẫn ạ. Đỗ Đức Nhẫn. Đỗ Đức Nhẫn chưa xe ạ. Chưa có quà. Hương Nguyễn ạ. Các cháu nhớ này, để nhận được quà bước 1 chia sẻ video live stream lại về tường. Hương Nguyễn chưa chia sẻ, chưa có quà. Thanh Tuyến ạ. Thanh Tuyến đã xe chưa ạ? Thanh Tuyến xe rồi, gửi quà cho Thanh Tuyến à. Gửi quà cho Thanh Tuyến này. Đấy các cháu nhìn thấy không? Quà cực xịn luôn, 30 câu ST dạy chi tiết. Ok, Thanh Tuyến có quà. À, Uyên Nhi ạ. Các cháu nên nhớ ở câu số 10 thì chúng mình chỉ tặng quà cho 10 bạn nhanh nhất thôi. Uyên Nhi ạ, Uyên Nhi chia sẻ rồi ạ. Gửi quà cho Uyên Nhi ạ. Uyên Nhi, eo Uyên Nhi nhận được rất nhiều quà của chúng mình. Ok Uyên Nhi. Uyên Nhi đã có quà. Tiếp theo ạ, Trần Phạm A Hào ạ. Trần Phạm A Hào. Trần Phạm A Hào đã xem video live stream lại về tường ạ. Gửi quà luôn cho Trần Phạm A Hào ạ. Đấy, ok. Trần Phạm A Hào. À, Hà Mai Trang, Hà Trang Mai. Hà Trang Mai đã xem video live stream chúng mình chưa? Hà Trang Mai chưa xem, chưa có quà. Bùi Hiệp, Bùi Hiệp đã xem video live stream chúng mình chưa? Nhớ là bước 1 phải xem video live stream ạ. Bước 2 comment đáp án mới có quà. Xô Viết ạ, Xô Viết. Xô Viết nào. Xô Viết chưa xe ạ, chưa có quà. Toàn Nguyễn ạ, Toàn Nguyễn đã xe chưa? Toàn Nguyễn đã xe chưa? Toàn Nguyễn chưa xe, chưa có quà. Đào Văn Hoạt vừa nãy rồi, Thanh Tuyến vừa nãy có quà rồi. Trang Trần ạ, cháu Trang Trần đã chia sẻ video live stream chúng mình chưa? Trang Trần chia sẻ rồi đây, gửi quà cho Trang Trần ạ. Các cháu nhớ nhá, câu số 10 chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi, nên là nhanh tay không là hết quà, kẻo hết quà đấy. Trang Trần có quà rồi này. Mai Anh này, Mai Anh đã xe video live stream chúng mình lại về tường chưa nào? Mai Anh xe rồi, gửi quà cho Mai Anh này. Gửi quà cho Mai Anh ngay và luôn. Gửi quà cho Mai Anh ngay và luôn. Ok Mai Anh. Ok Mai Anh nhá. Thanh Tuyến này, Trần Duy Nam này. Trần Duy Nam đã xe video live stream lại về tường chưa? Trần Duy Nam xe rồi. Gửi quà cho Trần Duy Nam này. Gửi quà cho Trần Duy Nam này. Ok, Trần Duy Nam có quà rồi nhá. Đấy, các cháu thấy không ạ? À, chỉ cần xe video live stream ạ. Trang Trần này. Trang Trần xe chưa? Xe video live stream. Comment đáp án này. Trang Trần xe rồi đây. À, Trang Trần vẫn đang, chúng mình gửi quà cho Trang Trần rồi mà. Ok ạ, chúng mình chỉ gửi quà thêm cho một cháu nữa thôi ạ. Chúng mình chỉ gửi quà thêm cho một cháu nữa thôi. Lê Trà My này. Lê Trà My này. Lê Trà My đã xe video live stream của chúng mình lại về tường chưa nào? Xe là cháu Lê Trà My đã xe video live stream chúng mình lại về tường chưa? Hơi lag. Đây Lê Trà My xe rồi. Gửi quà ngay tức cho Lê Trà My. Các cháu ơi, tí nữa phần tặng quà chúng mình lại tiếp tục ở câu số 20 nhé. Đâu Lê Trà My lát chậm thế. Đấy, có một sự giật lát ở đây ạ. Đây, gửi quà cho Lê Trà My. Ok Lê Trà My, chúng mình đã gửi quà cho cháu. Các cháu nhớ là phần tặng quà chúng mình lại quay trở lại ở câu số, phần tặng quà chúng mình lại quay ở lại ở câu số 20 ạ. Ok, mình bắt đầu tiếp ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ? Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc ạ? Thì este để điều kiện phản ứng trắng bạc nó phải có đầu HCO đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. HCOCH3. Ok ạ. Câu số 11. Câu số 11 ạ. Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, công thức của Triolin là gì ạ? Công thức của Triolin là gì ạ? Ok, cảm ơn tất cả nhà đã đang ủng hộ buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp thầy có, giúp thầy test các bạn bị mất gốc ở đây ạ. Ok ạ, câu số 11 ạ. Cả nhà cùng comment đáp án nhé. Câu số 11 nào. Công thức của triolin ạ. Triolin thì nó phải đi từ axit triolic đây. Đây, triolin đây có luôn này. C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Vậy nó là gì đấy? C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 12. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch nào thuộc độ alcohol metallic? Vậy là nó là phản ứng thủy phân đúng không?
trong này không, bởi ancol metric là CH3OH đúng chưa? Anh này thủy phân thì thu được CH3OH này, anh này thu được C3H7OH vứt này, CH5OH vứt này, CH5OH vứt này. Vậy CH3OH đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, cả nhà cùng comment đáp án mạnh mẽ nhá. Câu số 13, khi thủy phân tristearin cho môi trường axit thì thu được sản phẩm bằng gì? Đây tristearin đấy ạ, C17H35CO tất cả 3 lần C3H5, nhìn rõ chưa? Tristearin đấy. Vậy bây giờ mình viết phương trình các bạn, C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 mà thủy phân trong môi trường axit mũi tên 2 chiều H cộng thì mình thu được C17H35COOH cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? C17H35COH và glycerol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ, rất là dễ rồi cả nhà. Câu tiếp theo ạ, câu số 14 ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử ethyl format. Ethyl format thì bắt nguồn từ đâu ạ? Bắt đầu từ đây. HCOOC2H5. Hay mình viết gọn, ngắn gọn lại của nó sẽ là C3H6O2. Vậy số nguyên tử carbon là có mấy ạ? 3 carbon đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, cảm ơn tất cả nhà đã và đang ủng hộ thầy. Hãy comment đáp án thật là nhanh lên ạ. Câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Các loại dầu ăn, các loại dầu ăn như dầu lạc, dầu cọ, dầu vừng, dầu ô liu thì đều có thành phần chính là, thì các loại dầu ăn này thì đều có thành phần chính là chất, chất gì ạ? Chất béo, chính xác ạ. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 16. Ethyl propionate là este có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là gì? Ethyl propionate propcoOC2H5. Vậy công thức của ethyl propionate là đây ạ. Đây ethyl propionate. Vậy hay nói cách khác nó là C2H5COOC2H5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 17 ạ. Thủy phân hoàn toàn phenin acetat. Thủy phân hoàn toàn phenin acetat. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn ethyl acetat, à phenin acetat có công thức phân tử đây. CH3COOC6H5. Trong dịch náo hắt dư thì thu được natri acetat, đây thủy phân nhá. Thì có phải mình thu được CH3COONa cộng với, đáng nhất là C6H5OH, nhưng C6H5 này tác dụng với NaOH để tạo thành C6H5ONa cộng với lại nước. Vì vậy nên thu được natri acetat và anh C6H5ONa. Rất nhiều bạn bị nhầm tô đáp án B, nhưng đáp án đúng của chúng ta nó phải là gì ạ? C6H5ONa. Vậy đáp án đúng là đáp án phải là đáp án A cơ. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A cơ. Câu số 18 ạ. Đun nóng ethyl acetat với dung dịch kiềm thì thu được ancol là gì ạ? Đun nóng ethyl acetat với dung dịch kiềm thì thu được ancol là gì? Ethyl acetat là CH3COOC2H5. Đúng chưa? Đây là ethyl acetat này. Với dung dịch kiềm là NaOH. Thì có phải đây là phản ứng thủy phân hoàn toàn đúng không ạ? Thu được CH3COONa cộng với C2H5OH. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Gì ạ? Đây là ancol gì ạ? Ancol ethylic hay còn được gọi là ethanol. Ethanol, vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà kiểu có hiểu bài không ạ? Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chúng mình từ trước đến giờ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây một buổi học free ạ. Câu số 19 ạ. Câu số 19. Este không có thể có công thức nào sau đây ạ? Este không thể có công thức phân tử nào sau đây ạ? Ủa, câu đấy rất là hay luôn ạ. Câu này hỏi về là este, cái này rất nhiều bạn là sẽ không hiểu ạ, không biết ạ. Este không để có phân thức phân tử nào sau đây thì mình có là este no đơn chức đây. Đây đây đây, chúng mình có ghi chỗ này rồi. Đây đây đây, công thức tổng quát của este đây ạ. No đơn chức là CnH2NO2. No hai chức là CnH2N-2O4 và một đôi CC đơn chức là CnH2N-2O2. Vậy thì cái thằng mà có lượng hydro lớn nhất là lượng hydro gấp đôi carbon. Đúng không ạ? Được chưa? Lượng hydro lớn nhất là có gấp đôi carbon. Thế đây này. Đây là 4 thì đây là 6, nhỏ gấp đôi được. 2 thì là 4, gấp đôi được. 3 thì 6 gấp đôi được. Nhưng mà 4 thì đây là 10 ạ. Lớn nhất của hydro là gấp đôi carbon, thế mà gấp đôi carbon này là 8, thế mà đây là C4H10O2. Vậy sai là C. Ok ạ. Sang câu số 20 nào cả nhà ơi.
sang câu số 20 nào cả nhà ơi. Nào hãy cùng comment đáp án ạ. Bước 1 chia sẻ lại video livestream này lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án câu số 20 ạ. Chúng mình sẽ gửi quà cho 10 cháu comment đáp án câu 20 nhanh nhất. Trong này có bạn Triệu Phi. Triệu Phi comment đáp án câu 20 nhanh nhất. Bây giờ bạn chỉ cần thỏa mãn xem bạn Triệu Phi chưa xem video livestream lại về tường chưa có quà. Đấy, bước 1 là comment đáp án câu 20 nhanh nhất ạ. Bước 2 là xe video livestream lại về tường là có quà ngay ạ. Đây ạ, Nguyễn Chí Sang ạ. Nguyễn Chí Sang đã xe video livestream lại về tường chưa ạ? Nguyễn Chí Sang đã xe